Kính chào quý vị đang theo dõi Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, cổ nhân cho rằng cuộc đời một con người không nằm ngoài định luật 3-7. Theo quan điểm duy tâm, con người có 3 hồn 7 phách. Kinh Phật cho rằng thân phận con người 3 chìm 7 nổi. Dân gian cũng đúc kết những kinh nghiệm sống thú vị xoay quanh định luật này, như cháo nấu cần phải 3 phần gạo 7 phần nước. Trong xử sự cần 3 phần vì mình, 7 phần vì người. Đối với bạn bè, cần 3 phần chân tình, 7 phần khoan dung. Đối với gia đình, cần 3 phần yêu thương, 7 phần trách nhiệm. Giá trị của văn chương đặt ở 3 phần là hình thức, 7 phần ở nội dung. Uống rượu cần 3 phần say, 7 phần tỉnh. Người thông minh có 5 công thức tạo nên hạnh phúc xoay quanh định luật 3-7 này. Triết Lý Cuộc Sống kính mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. Thứ nhất, trong thành công, 3 phần học hỏi, 7 phần lĩnh hội. Có 3 con người có chung một tâm trạng mệt mỏi cùng đến gặp thiền sư để xin một lời khuyên và kết quả nhận được như sau. Người thứ nhất là một thương gia cảm thấy mệt mỏi vì có nhiều quyết định phải lựa chọn. Thiền sư đưa cho ông một cốc nước rồi từ từ rót nước sôi nóng vào cốc. Nước chảy tràn ra cả tay, làm thương gia bị bỏng. Ông ấy mới vội buông tay làm vỡ cốc. Lúc này nhà sư từ tốn nói, nếu con muốn buông bất cứ chuyện gì thì hãy buông ngay trước đó, chứ đừng để bị tai họa rồi mới buông thì đã quá muộn. Người thứ hai là một chàng trai cảm thấy mệt mỏi khi gặp những khó khăn trên bước đường khởi nghiệp. Thiền sư đưa cho anh ta một cái tách và bảo anh cầm rồi tự tay rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai bị nóng, chuyển tách trà từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy vị ngon của trà. Lúc này nhà sư từ tốn bảo, cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi. Người thứ ba là một cô gái bị người yêu phụ bạc. Nhà sư cũng đưa cho cô gái một cốc nước như lúc đưa cho thương gia và bảo cô cầm vào. Đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc. Khi nước nóng chảy tràn vào tay, cô vội vã buông cốc khỏi tay mình. Lúc này nhà sư tử tốn nói, quá đau, rồi tự khắc sẽ buông. Với cả ba người, sự giảng dạy của nhà sư đều thông qua một hành động là rót nước vào cốc và cũng chỉ có một câu nói duy nhất. Nhưng phần lĩnh hội mà cả ba người nhận được lại hết sức lớn lao. Việc học của mỗi người cũng vậy, chỉ có 3 phần giảng rõ, còn 7 phần ở sự lĩnh hội. Trong cuộc sống, mọi sự chỉ dạy từ bài học đều là đáng quý. Tuy nhiên bài học sẽ chỉ là lý thuyết nếu không được thực hành, và nó sẽ không có giá trị nếu chỉ nằm trong tư tưởng. Cùng một người thầy, cùng một bài giảng, cùng có cơ hội được học hỏi như nhau, nhưng mỗi người đều có cách lĩnh hội khác nhau và kết quả mà họ gặt hái được cũng không giống nhau. Không có người thầy nào, bài giảng nào luôn mang cho chúng ta thành quả. Kết quả lĩnh hội mới khẳng định giá trị của bài học và mang đến thành quả. Trong xã hội có người học giỏi, có người học kém, có người thành đạt, có người thất bại là do khả năng lĩnh hội của mỗi người. Ai lĩnh hội được nhiều ắt sẽ thành công. Công thức của thành công là do 3 phần học hỏi, 7 phần lĩnh hội, chính là như vậy. Thứ hai, ứng xử cần 3 phần lời nói, 7 phần im lặng. Trong cuộc sống hàng ngày, lời nói là phương tiện chủ yếu để con người thể hiện chính mình và giao tiếp xã hội. Lời nói đóng vai trò quan trọng trong việc khởi tạo những mối quan hệ tốt đẹp. Một lời khuyên ngăn có lý, có tình, có thể ngăn chặn người khác khỏi lầm đường lạc lối. Một lời động viên an ủi khi cần thiết sẽ giúp đối phương có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Vậy nhưng, lời nói cũng chính là con dao hai lưỡi. Có những lời nói gây hiểu lầm, thị phi, lời nói khi giận dữ sẽ tạo nên những tổn thương về tâm hồn còn đau đớn hơn nhiều những vết thương về thể xác. Người khôn ngoan sẽ hiểu, con người mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học im lặng.
im lặng đúng lúc đúng chỗ sẽ có giá trị hơn vạn lời nói. Là một loại triết lý sống, nghệ thuật sống và thể hiện quyền năng của người thông minh. Khi bị coi thường, đừng nói lời oán giận. Khi bị nhục mạ, đừng nói lời sằng bậy vô nghĩa. Khi ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Khi được người khác khen ngợi, đừng nói lời ngông cuồng ngạo mạn. Im lặng để thể hiện sự khiêm nhường, im lặng để chứng tỏ bản lĩnh. Im lặng chính là thể hiện cảnh giới cao nhất của người trí tuệ. Vậy mới nói, trong ứng xử chỉ cần 3 phần lời nói, nhưng cần tới 7 phần im lặng. Thực hành được nguyên lý ấy chính là bậc cao minh. Thứ ba, đối với lợi ích, 3 phần nhận về, 7 phần cho đi. Một lần có việc phải ra ngoài khi đêm muộn, tôi được chứng kiến một câu chuyện vô cùng cảm động. Người đàn ông bị mù ôm cây đàn kể rằng, người đàn ông gầy gò khắc khổ kia là bạn của ông suốt 20 năm qua, đêm nào cũng chở ông đi hát để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Người mù nói rằng đã thỏa thuận với bạn mình là mỗi đêm kiếm được bao nhiêu tiền đều sẽ chia đôi. Trong chiếc nón lá sách có những tờ tiền với những mệnh giá khác nhau, tiền 2.000 đồng, 5.000, 10.000, 20.000 và thỉnh thoảng có vài tờ 50.000 hay 100.000. Người mù ngồi soạn lại rồi đưa cho bạn mình đếm và chia. Điều lạ là người sáng mắt dúi vào tay người mù một xấp tiền, đa số là tiền mệnh giá lớn như tờ 100.000, 50.000 và 20.000, còn chỉ nhận cho mình những tờ tiền mệnh giá bé 5.000, 2.000. Quả thật trong cuộc sống, con người thường tranh giành hơn thua, chỉ muốn nhận về mà không muốn cho đi. Liệu được mấy người nguyện ý chịu thiệt như người sáng mắt kia? Nhưng Đức Phật dạy rằng, biết chịu thiệt cũng là một loại phúc báo. Một người có tấm lòng quảng đại bao nhiêu thì phúc lộc cũng lớn bấy nhiêu. Người chất phác tuy nhất thời chịu thiệt, nhưng về lâu dài họ chẳng những không thiệt mà còn khiến cho công việc càng thêm thịnh vượng, các mối quan hệ ngày càng hài hòa, cuộc sống cũng trở nên sung túc. Hơn nữa, phúc báo của một người không phải cứ tranh giành là được. Trái lại, càng tranh giành danh lợi thì càng làm tổn hại phúc phận của bản thân. Cho đi là một sự khoái hoạt vui vẻ, là một cách thu hoạch cao thượng. Càng cho đi, phúc báo sẽ cao dày hơn. Thưa quý vị và các bạn, con người trên thế gian này đều không nằm ngoài quy luật tạo hóa, quy luật nhân sinh. Ai thức tỉnh sớm, đốn ngộ sớm sẽ sớm gặt hái được thành công và tới được bến bờ hạnh phúc. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, dông bão đời người chẳng chừa bất cứ ai. Những nỗi đau hiển hiện trong đôi mắt hay trên làn môi có thấm vào đâu so với nỗi đau chúng ta giấu kín tận đáy lòng. Nhưng quý vị có đồng ý rằng cuộc đời này lạ lắm, phàm cứ việc gì càng làm ta đau, ta lại càng mạnh mẽ. Bởi lẽ khi đạt đến giới hạn tột cùng, tức là đau đớn, mọi thứ bắt đầu trở lại vị trí xuất phát, không phải là trống rỗng đâu, vẫn còn đầy ắp. Nhưng nếu trước đây nó là nỗi đau, thì giờ nó trở thành hành trang, hành lý, gánh trên vai, để ta tiếp tục con đường tìm hạnh phúc. Thứ hành lý đó có thể sẽ rất nặng, nhưng sở dĩ vẫn phải mang theo là bởi vì cần phải ghi nhớ suốt đời, để về sau có gặp lại chuyện như vậy sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Và thậm chí khi đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng có những nỗi buồn khi ngoái nhìn lại, nó ở phía sau lưng, bạn lại thấy mình cần có một cái cúi đầu cảm ơn. Vì sao lại thế? Hãy cùng nghe nhé. 1. Sự ra đi của người thân. Đối mặt với sự ra đi của một người thân yêu là một trong những thử thách khó khăn nhất mà nhiều người trong chúng ta đã trải qua. Khi mất đi bố mẹ, bạn đời hay con cái, nỗi đau thương càng trở nên tột độ. Nhưng mất mát là một phần tự nhiên của con người.
cho dù nó có kéo theo đau khổ hay khủng hoảng kéo dài như thế nào đi chăng nữa, nỗi đau ấy sẽ giảm dần về cường độ theo thời gian. Và đấy là khởi đầu để chúng ta có thể vượt qua được hoàn cảnh và tiếp tục sống. Hãy nhớ là mọi thứ đều liên tục thay đổi và trạng thái hình dáng ban đầu sẽ liên tục biến đổi. Đức Phật đã nói, cái gì được sinh ra, cái đó sẽ hoại diệt. Cái gì được tụ lại, cái đó sẽ tan rã. Sự ra đi của người thân luôn là điều khiến chúng ta khó chấp nhận, đặc biệt khi đó là cha mẹ của bạn. Họ là người đã sinh ra ta, dìu dắt và quan tâm dành cho ta những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời. Ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại với bạn, bạn biết rằng vẫn có họ ở đó sát cánh bên bạn. Sự ra đi của cha mẹ chính là khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy. Nhưng bạn cần hiểu rằng sự kết thúc của một hành trình cũng là điều để khiến chúng ta thấy mỗi ngày trở nên đáng quý hơn. Nó giúp ta biết trân trọng giờ phút hiện tại hơn, biết sống một cách trọn vẹn hơn. Những gì cần làm, ta đều làm xong trong ngày nay, chứ không hẹn đến ngày mai. Vì ta không biết chắc ngày mai mình sẽ ra sao, liệu có còn sống trên đời này nữa hay không. 2. Khi phát hiện bệnh. Ai ai cũng có ước mơ giàu sang, đó là điều hết sức bình thường. Nhưng mãi đến khi nằm trên giường bệnh, chúng ta mới sâu sắc nhận ra được dùng sức khỏe để đánh đổi tiền tài thực sự không đáng. Khỏe mạnh không nhất định là có được tất cả mọi thứ, nhưng mất đi sức khỏe chắc chắn sẽ mất hết mọi thứ. Khi bệnh nặng rồi, cơm không thể ăn, đi đứng không có sức, công việc và việc học bị trì hoãn, tinh thần cũng sa sút theo. Những ngày bình thường có thể sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy nhàm chán. Nhưng chẳng may khi xét nghiệm ra một căn bệnh nào đó, nó sẽ khiến cho bạn trở nên hoài niệm quá khứ nhàm chán trước đây. Dù là những điều nhỏ nhặt tầm thường như được ăn một tô mì gói cũng không được, khiến người ta khao khát có sức khỏe đến nhường nào. Thế giới này có điên đảo chăng? Trẻ em nên chơi đùa, nhưng chúng phải ra sức học tập. Tuổi trẻ nên học tập, nhưng họ lại ăn chơi hết mình. Trung niên nên chăm sóc sức khỏe, nhưng họ lại ra sức kiếm tiền. Bậc lão niên nên nghỉ dưỡng, nhưng họ lại dốc sức tập thể thao. Cần nhớ rằng không phải tất cả mọi thứ đều trở lại một lần nữa, để ta có thể chờ đợi ngày mai, chờ đợi tương lai. Đợi đến khi năm tháng không buông tha cho ai, chờ đến khi thân xác hao mòn, đến khi lực bất tòng tâm, thì mới phát hiện rằng tất cả chỉ còn lại tiếng thở dài ngao ngán. Từ bây giờ, hãy biết trân trọng sức khỏe của mình. 3. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ngày cầm tay người mình yêu thương bước vào lễ đường, trao nhau chiếc nhẫn cưới và lời thề nguyện, ta cảm ơn đời vì đã cho mình gặp được nửa kia. Thế nhưng không phải điều gì xảy ra ta cũng có thể đoán định trước. Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân gia đình lại rộng hơn thế. Có những người sớm nhận ra cuộc hôn nhân của mình sắp đi vào ngõ cụt, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến con cái, sợ xã hội định kiến, nên chọn cách sống tiếp trong chiếc lồng đầy ngột ngạt. Hãy nhớ, ly hôn không phải là đường cùng, đó là ngã rẽ đưa bạn đến những vùng đất mới, trải nghiệm mới, thay vì chôn vùi những năm tháng ở nơi vốn đã không còn hạnh phúc, tình yêu. Ly hôn sẽ là ngã rẽ cần thiết cho một cuộc hôn nhân tồi tệ. Thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ, bạn mất đi một người từng yêu thương, nhưng thay vào đó, bạn sẽ thực sự có hạnh phúc. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian, công sức, tình cảm vào những người hay mối quan hệ không xứng đáng. Nếu cảm thấy rằng cuộc hôn nhân hiện tại chỉ khiến bạn mệt mỏi, đau khổ, đó là lúc bạn cần ra đi. Tất nhiên khi đưa ra quyết định ly hôn, giai đoạn đầu cuộc sống mới của bạn sẽ có nhiều bỡ ngỡ, thậm chí là một cú sốc. Tuy nhiên, sau này khi nhìn lại những gì đã qua, bạn sẽ thấy chương mới của cuộc đời mình thực sự tuyệt vời hơn nhiều so với trước. Thứ tư, mất việc. Trong số tất cả những tổn thương về tinh thần trong cuộc sống,
thì mất việc được xem là tổn thương hàng đầu, khiến chúng ta dần trở nên lụi tàn. Khi mất việc, con người ta rất dễ bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng, vùi đầu vào quá khứ và mất đi phương hướng. Nhưng đây không phải là lúc để tự thương hại chính mình. Dù cho đó là lỗi của bạn, là lỗi của công ty hay là do lỗi của nền kinh tế, thì quá khứ cũng đã là quá khứ. Bạn cần phải tự nhìn lại bản thân mình, các kỹ năng và lập ra kế hoạch để vượt qua những ngày bị thất nghiệp. Bất kể tuổi tác, kinh nghiệm hay công việc của bạn như thế nào, rồi sẽ luôn có cách để chúng ta tái tạo lại bản thân và tìm thấy tiếng gọi đích thực của mình trong cuộc sống. Hãy giữ cho mình cái nhìn tích cực và đừng bao giờ bỏ cuộc. Cơ hội tiếp theo đang chờ bạn phía trước. Và tất cả những gì bạn cần làm là ngừng nghi ngờ bản thân và phải không ngừng cố gắng tái tạo chính mình để bước về nơi cơ hội đang chờ đón bạn. Sự thất bại đôi khi có thể tàn phá và biến cuộc sống mà ta bỏ công gây dựng trở thành một đống gạch vụn. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách xử lý và đối mặt với những thất bại đó, thì bạn hoàn toàn có thể biến những tình huống éo le kia trở thành cơ hội để phát triển bản thân, trưởng thành hơn và khám phá được những sức mạnh đang tiềm ẩn bên trong chính bạn. 5. Con cái chuyển đi nơi khác. Khi bạn già đi, những điều đáng buồn trong cuộc sống của bạn cũng sẽ có sự thay đổi, không giống như trước. Bạn đã dành hơn 20 năm để nuôi dạy con cái của mình nên người. Trong mắt bạn, chúng vẫn như những đứa trẻ mãi ở trong vòng tay bạn. Thế rồi một ngày chúng nói muốn chuyển đi nơi khác, bắt đầu cuộc sống riêng, thậm chí là ra nước ngoài sinh sống. Lúc này bạn nhận ra mối quan hệ của bạn và con cái sẽ không bao giờ trở lại được như xưa. Nghĩ theo một cách tích cực, hãy cảm thấy vui vì bạn đã nuôi dạy những đứa con trưởng thành. Chúng đã có thể bắt đầu cuộc sống độc lập của mình. Chính bạn là người đã truyền cho chúng sự độc lập và can đảm. Hãy chấp nhận sự thật là bạn không thể giữ con cái mãi trong vòng tay của mình. Thứ 6. Kinh doanh thất bại. Sau khi dồn hết tâm huyết cho một dự án, bạn quyết định tiến về phía trước và hiện thực hóa những điều ấp ủ của mình. Bạn đổ số tiền mà mình có và thậm chí là vay mượn được. Bạn nghĩ rằng mọi thứ nhất định sẽ ổn nếu bạn không bỏ cuộc. Song sự thật lại tạt vào bạn một gáo nước lạnh. Khi các khoản lỗ đang dần tăng và các hóa đơn liên tiếp chuyển đến bạn, không còn lựa chọn nào khác là dừng lại và kết thúc tất cả. Đó dường như là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. Khi bạn không chỉ thấy mình thất bại mà còn hết tiền, thậm chí là mang nợ. Hãy nhớ rằng thất bại có nghĩa là bạn đã chấp nhận rủi ro và học được những bài học quý báu mà không ai chỉ cho bạn được. Có thể đó sẽ là phần còn thiếu cho sự thành công của dự án sau này bạn triển khai. Nếu chỉ mãi sống trong vùng an toàn, làm những điều dễ dàng vì sợ thất bại, bạn sẽ kết thúc với đầy sự hối tiếc. Thất bại đôi khi rất đáng sợ. Nó có thể bào mòn ý chí tiến về phía trước của người ta hay đập nát đi mộng tưởng mà bạn hằng theo đuổi. Bởi thế con người vẫn luôn sợ hãi thất bại, sợ đến độ không dám chấp nhận nó. Nhưng nếu ta mạnh mẽ, kiên cường lên thì nỗi sợ hãi đó liền trở thành yếu nhược. Ta cứng rắn, kiên định thì thử thách dù cao lớn như núi Thái Sơn cũng trở thành nhỏ bé như cọng cỏ dưới chân. Khi nội tâm trở nên mạnh mẽ, ta liền phát hiện ra rằng kỳ thực thất bại cũng không quá đáng sợ như ta vẫn tưởng. Nó sẽ là một bài học để ta trưởng thành hơn, là lời nhắc nhở, lời dạy dỗ ta rằng ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đi từ đáy cùng của sự thất bại mà hướng lên trên. Thứ 7. Yêu một người không yêu bạn. Nếu một ngày nhận lời từ chối từ một người khác giới mà bạn đem lòng yêu thương, thì ta hãy cảm ơn họ. Bạn biết không, cuối cùng thì sau rất nhiều nông nổi của thứ tình cảm dùng rằng này, chúng ta đã có thể mỉm cười lướt qua nhau,
như hai người dưng trên con đường một chiều, không thể nào quay ngược về phía thương nhớ cũ. Cảm ơn người vì đã không yêu ta, để ta nhận ra mình còn quá nhiều điều cần phải làm cho cuộc đời riêng ở phía trước. Nếu cứ cùng người luẩn quẩn giữa bùng binh của sự lựa chọn, thì đi hoài cũng chỉ loanh quanh một vòng tròn, mà sẽ ngoặt lại sợ ngã bảy ngã ba lạc nhau lúc nào không hay. Nên thôi, người cứ đi đi, vì ta cũng không thể lưng chừng đứng lại. Biết đâu bên ngoài còn nhiều lắm những cơn mưa để ta một mình ướt áo mà tìm mái hiên che tạm, và nhận ra đó mới là nơi cần tựa vào để hiểu được ý nghĩa yêu thương. Tình yêu là gì? Là một người ướt vạt áo trước, một người ướt phía áo sau, vì đã ôm nhau thật sát khi mưa chút nước bất chợt. Chỉ cần thế thôi, chứ không phải thứ tình cảm mà chúng ta huyễn hoặc do duyên nợ mang lại và tự nắn gân mình tin rằng ông trời đã đặt hai con người xa lạ ở cạnh nhau, chắc hẳn phải có nguyên do gì đó. Nguyên do duy nhất chỉ là sau đó đẩy họ ra thật xa và dạy chúng ta bài học về sự tạm bợ, cũng như hạn sử dụng luôn được dán mác rõ ràng, kể cả trong tình yêu. Đợi chờ vốn dĩ là một điều rất đỗi ngọt ngào. Nếu chúng ta biết chăm chút sự trông đợi đó vào những niềm vui xứng đáng, chứ đừng mong mỏi kiên tâm với những nỗi buồn. Đã là nỗi buồn thì chẳng thể ra hoa, dù cho nắng ươm nước tưới và bàn tay ta tỉ mẩn vun trồng. Hạnh phúc dù nửa vời bên một người hiện hữu, cũng vẫn tốt hơn nhiều là đau khổ vì một người không thể bên cạnh mình. Cảm ơn người vì đã không yêu ta, để ta dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người đến sau xứng đáng. Và người ấy chắc chắn cũng sẽ cảm ơn người vì đã bỏ lại ta giữa cơn mưa sũng nước, để người ấy kịp đến và cùng ta đi qua trọn vẹn những ngày bão giông, nhưng chắc chắn sẽ có cầu vồng. Quý vị thân mến, không ai mong cuộc đời mình sẽ mất mát, dù là ít ỏi đến mức nào. Nhưng một con người không trải qua mất mát, không có nhiều nỗi đau, thường là những con người nhạt nhẽo. Người càng ít biến cố sẽ càng dễ ngây ngô, dễ thủ vặt con người và dễ oán trách cuộc đời. Một con đường trải toàn hoa hồng chỉ nên xuất hiện trong những giấc mơ. Còn đời thật nên là gập ghềnh, nên hụt chân chảy xước quỵ ngã, hoặc thậm chí là hụt hơi đến mức gần như ngừng thở. Người nhiều tổn thương sẽ càng như lúa chín cúi đầu, đủ bản lĩnh để nhìn thấu vào bên trong mình. Chúng ta vẫn hay nói người càng lớn tuổi càng xa lánh chốn ồn ào phù phiếm. Nhưng thật ra là không phải, vì bằng chứng số lượng người lớn tuổi nhưng vẫn ồn ào và phù phiếm đầy ở ngoài kia. Người càng trưởng thành mới là người càng biết xa lánh đám đông. Đi xe gì, mặc đồ gì, xài điện thoại gì, gặp gỡ ai, ăn món gì không còn quan trọng. Quan trọng nhất là tự bản thân mình thấy thoải mái với mình. Thứ đẹp với người này có khi chỉ là rác với người kia. Đời vẫn luôn là thế. Nếu bạn còn ghét ai đó vì một mái tóc đẹp, một cái túi xịn, một người yêu bảnh bao, một công việc có thu nhập cao, hoặc đơn giản hơn, nó không có gì sao lại nổi tiếng hơn mình, thì bạn nên cần thêm một chút mất mát. Mà thật ra thì bạn cần thêm rất nhiều mất mát. Vì nếu không, cả cuộc đời này của bạn chỉ là một vết bụi mờ trên vai áo người khác. Vì thế, hãy học cách cảm ơn cuộc đời vì những nỗi đau mất mát mà mình đã trải qua, để biết trân trọng hơn những phút giây mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.